Ly 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 à, à, anh nghe kể hồi hồi nhỏ đó Ly Ly hay chui vô cái nón của ông ngoại lắm không? Sao chui vô vậy? Sao chui vô? Trốn vô cái nón ông ngoại hả? Trốn chung chơi chúng tìm á. À. Tìm á. Chơi chúng tìm mà là chui trong cái nón của ông ngoại hả? Mà cái nón nó bự không? Bự. Bự trắng luôn. Vậy hả? Ly vô chui vô đó rồi. Hồi nhỏ. Vậy hả? Cái chú... nón mà bình thường người ta gặp đội là đi chơi vô cái gì vậy hả? Dạ, ủa chui vô trốn rồi có ai kiếm thấy Ly không? Không có ai kiếm được đâu. Kiếm một hồi em kêu nó Mỹ đi ra gì mới chịu ra. Vậy hả? Ừ. Mà đi trốn có tiếng một hồi mới chịu ra. Vậy hả? Trốn không ai biết luôn. Không ai biết luôn. Dạ, trốn mà không có. Vậy hả? Nhiều khi rồi đó, trốn trong buồn, nay trong tủ. Trong tủ luôn hả? Vô tủ nữa hả? Có vô tủ nha. Vô tủ hả? Đóng cái cửa lại tới chừng mở ra mới thấy Ly trống. Trời ơi. Đi phá cái cửa lại luôn. Phá thì sao ra? Rồi phá đâu ai biết đâu mà mở. Cái tới chừng mình nó bắn đồ á, mình mở tủ ra thấy Ly trống á, rồi ẩm đi ra. Rồi nói dặn Ly rồi phá tủ lại. Ly mới không dám vô nữa. Gì hả? Đi vô, tôi vô tủ đồ nữa. Ừ. Tủ đồ chốt trống. Chốt nhiều trận. Rồi chui đó nó tối thui rồi Ly có sợ không? Không. Ừ, cũng gan dữ. Đâu có biết sợ gì đâu. Ừ. Ừ. Mấy tuổi rồi? Không biết gì đâu. Không biết gì đâu. Vậy sợ gì? Thấy màu còn không biết nữa. Có thấy màu? Không. 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 Mà thấy ba giờ cũng đâu có biết đâu. Rồi à, ngoài chui vô cái nón rồi chui vô cái tủ rồi Ly còn chui vô trốn ở đâu nữa không? Trốn trốn ở trong nhà nữa. Gì hả? Rồi đi trốn trong khập luôn á. Gì hả? Trốn tùm lum luôn. Gì hả? Rồi trốn trong giặt chùm mền lại. Gì hả? Có nhát nữa, có mang mặt nạ nhát Thảo nữa hả? Có. Ngoài trời quá trời chạy luôn. Trời ơi. Ngon. Tức trời ơi. Hồi nhỏ hái cho Ly cho Ly ăn mà Ly không chịu ăn. Vậy hả? Hồi nhỏ trái nhiều lắm mà giờ hết trái. Cây sơ ghi này đó phải không? Ừ. Trái nhiều lắm. Hồi nhỏ cây sơ ghi này là lần sau mà giờ có 5 giờ ra lần trước. Bây giờ hết trái. Ly ngồi xúc ở đây đi Ly. Ly ngồi xúc ở đây nè Ly. Để anh quay cho nó rõ hơn. Hồi nhỏ còn còn chơi trò gì nữa đó. Hả, ngồi xích vô hả? Ừ. Chơi trò gì? Lắm, có sùm xe bao không? Có sùm bao không? Chơi trội con. À, đúng rồi. Nhớ cái trò đó nhớ. Nhỏ Ly dễ gì hay lắm á nha. Vậy hả? Nhảy giỏi lắm hả? Nhảy dây cao cao chứ Ly nhảy hay lắm. À. Còn em dễ thua không? Dạ. Yeah. Điểm luôn. Gì vậy? Đó bán muốn ăn mấy người kêu Ly vô. Động bán. Ly không chịu bán đi. Đi đầu chiên. À. Đi đầu chiên giòn. Ừ. Còn nhỏ Ly không chịu. Muốn là được cái đó mà không muốn cái đó mà không được là quậy. Quậy sao ví dụ ơi, quậy cái gì? Quậy gì? Ra, con kẹo muốn đó, không muốn cái đó là phải mua cái đó liền. Không cự là một rồi. Ly bọt, Ly trèo lên cây sơ ghi, Ly chốt. Trèo được không? Được, chứ sao không? Gì hả? Trèo mấy từng nước, trèo lên. Trời ơi, trèo lên cái cây này mà trèo lên tới chỗ đây luôn hả? Hả, trèo lên đây nè. Trời ơi. Bà nội vô, thân mỹ kiếm rồi. Ừ. Chịu xuống. Ừ. Trèo lên đây, đi luôn chỗ nó. Ghê vậy? Ừ. Hay quá vậy, giỏi quá vậy Ly. Áo ơi, đánh này nè. Ly không chịu. Ly rào chiên. Không cho ra Ly chiên á. Rồi Ly. Chưa trốn trong chuồng gà, có mấy con gà nó có mổ không? Không. Không ạ. À? Nó bắt con gà này nè. Ừ. Bắt con gà luôn, sẵn con gà luôn. Nhớ không? Nhớ không? Dạ. Nhớ chứ. Nhớ rồi, cái bắt con gà con á. Ừ. Đi thảy hoài. Thảy hoài à. Thảy chứ có biết gì đâu. Ủa ông bên đó là clip dừa hả Hảo? Bên đó là
quay vô ngoài đó đó anh muốn bắt bắt tí để chèo lên cái giò mà chèo có được đâu. Sao chèo được? Mà anh muốn bắt chèo lên. Đi bộ hả? Đi bộ á. Mẹ ơi. Mình tí đi á. Không cho đi xe nữa chứ. Mẻo giò. Ly đứng lên, Ly cầm nhánh này tới không? Đâu tới hả? Không. Không. Sợ chạy mất dép luôn á, nhát kiểu đó là sợ chạy mất dép luôn á. Ai chạy á. Nhát chị Hảo mà chị Hảo còn chạy gì hả? Không chơi chọi gõ này nè, chơi với Ly á, thú quậy á. Mà hôm đó chọi hay lắm mà tự nhiên nay nó bị gì á. Chọi lon là phải nhắm phải kỹ mới được. Không, nhắm nó không biết gì. Anh Phú chọi hay ghê luôn. Vậy hả? Anh chọi được một điểm. Ly được mấy điểm? Không có điểm luôn. Chị Bảo cũng không có điểm luôn. Gì vậy hả? Mày ơi. Hồi đó Ly chọi hay lắm, mà sao giờ chọi dở vậy? Hồi đó Ly chọi cái nào là trúng cái đó liền. Mà sao giờ chọi không được? Tại tán cung. Vậy hả? Nhỏ hơn mà chọi được hả? Được. Ghê quá vậy. Cầm đi ghép thì chọi được hay á. Em cố không luôn chọi chẳng gì. Chẳng gì trúng con gà. Nó chạy vô. Nhưng chọi thì trúng con gà chạy luôn. Trời ơi, trời không trúng lô mà trúng con gà hả? Không trúng lô, trúng gà. Con gà có bị què chân không? Chứ vậy hả? Em đi cầm cái đôi dép mà nặng trời cái què chân luôn. Què được không? Ôi ơi. Ôi ơi. Nhớ rồi mà chơi vậy á. Nhớ rồi, đi còn có cái đi cắt tóc nữa phải không? Ừ. Cắt đẹp lắm. Bính bính luôn. Ai? Ai thắt bính? Đi á. Vậy hả? Hồi nhỏ thắt bính đẹp lắm luôn. Tự thắt luôn hả? Ừ. Giỏi quá vậy. Tự thắt luôn. Đâu giờ thắt thử đi Ly. Không được, giờ sẽ tóc ngắn. Vậy hả? Tóc ngắn rồi, tóc đâu được. Ờ, tóc giờ ngắn quá rồi, đâu có thắt được. Tóc dài hồi nhỏ thì tự đi thắt rồi, mình đi thắt rồi. Tóc dài vậy với nghĩ dài tới đây. Hồi đó dài tới đây mà tại vì người ta hớt tới đây á. Cái dài tới đây cái bộ. Ngày xưa tóc dài lắm hả Ly? Dài lắm, dài dữ lắm, dài luôn. Mà tóc giờ cũng dài giống như mày. Ông mới gọi đầu cũng vậy. Bố không cô à. À bố không anh chị đó chứ hả? Nhóc xuống hả? Anh chạy mất tiêu rồi. Ly đang kể chuyện thời thơ ấu nè, rất là vui luôn. Ông chạy mất dép. Hồi nhỏ hình như còn có trò chơi chơi nữa. À hồi nhỏ chứ ôm chạy lộn mà đánh lộn ngại nhớ không? Trời đó mất cười á. Anh chạy cái cũng bao vậy cái đó, anh đánh được cái đó. Né rồi, đánh đầu trúng. Nhớ không, nhớ chứ nhớ không? Đâu trúng đâu, mà tới còn cái đánh ảnh trúng. Cái cây mũi cà bá không có không được. Đánh lộn mà, à, nhỏ đi đánh lộn. Đánh lộn với ai? Là cái em bà. Gì hả? Rồi ai thắng? Thắng. Bánh đánh đồng luôn. Mạnh dữ vậy? Quýnh luôn hả? Quýnh luôn rồi. Đục, ba đục luôn. Ngày cho quá hết nhé. Sưng cái môi luôn. Sưng cái môi trù dù luôn á. Không ăn gì được luôn á. Quýnh mình tới giờ nổi cái chục cái cục đạn luôn á. Thì quýnh dữ lắm luôn á. Chứ bỏ cho nhau chứ mà. Anh nói cái gì thì tức quá. Nói gì mà Ly tức gì vậy? Nói gì mà Ly tức Ly lánh gì vậy? Nói gì vậy? Dặn chào chọc Ly hả? Không nhớ rồi. Thục liền hả Ly? Thục sao Ly? Thục gì đó? Nhóm chắc nhóm gì vậy?
Thụt mạnh luôn hả? Thụt hết ra luôn hả? Thụt hết ra luôn. Trời ơi. Ông hảo cũng vậy nè, bố hảo nè, bố hảo cũng vậy nè. Nè, cái vụ con mắt này nè. Họ quấn vào. Thụt. Quấn sao mà em nhỏ mấy cái cục gì nhỏ nhỏ này em kiếm lại luôn á. Thụt vô con mắt luôn hả? Thụt vô con mắt luôn hả? Ôi ơi, thụt sao đi, thụt sao, thụt sao? Thụt vậy á. Thụt vô cái trúng con mắt bị nổ cái cục gì luôn. Ôi ơi, vậy bị thương nặng lắm rồi đó. Gì hả? Gia tay là không không nương tình luôn á Linh.